cái bao nhiêu thôi, mình đã cũng sửa được cái bóng đèn led nha mọi người. Thì đối với cái dòng đèn tròn led á, thì bây giờ xài là rất tiết kiệm điện năng, cho nên là mọi ở nhà nhà ai cũng xài bóng đèn led này, nhưng mà xài một thời gian rồi nó sẽ cháy. Thì bóng đèn này bây giờ trước khi mình sửa thì mình gắn điện thử cho mọi người xem, không có sáng nha mọi người, hiện tại không có sáng nè. Thì nó cách sửa rất đơn giản, mình cũng không cần một cái đồng hồ để mình đo nha mọi người, rất đơn giản. Thì anh em chỉ cần như thế này, tại vì này nó là bằng quả nhựa mà, anh em bóp vào, bóp nha. Bóp cho nó tróc cái lớp keo nè. Rồi anh em gỡ vào. Thì đối với nó rất là đơn giản nha mọi người, không có cần một cái đồng hồ hay một cái gì để đo cái đèn. Thì anh em nhìn kỹ nè, ở trong này cái đèn led này, trong này nó có mấy bóng, tùy theo cái loại dòng đèn lớn nhỏ nha. Đối với dòng đèn nhỏ thì bóng đèn led nó ít hơn, còn cái đèn lớn thì led nhiều hơn. Thì anh em nhìn cái bóng, khi cái bóng đèn led trong này nó cháy một bóng á, trong này nó tiếp mà nó cháy một bóng á, thì nó không sáng được mọi người. Thì anh em chỉ cần nhìn cái bóng nào mà nó có một cái đốm đen thì chứng tỏ là nó bị cháy mọi người. Thì ở trong đây mình phát hiện ra là cái bóng đèn led này nè, nó có một cái đen nè, chấm đen này nổi lên nè, thì chứng tỏ là bóng đèn led này cháy rồi. Thì anh em chỉ cần cạo ra thôi. Thì nếu mà anh em có mặt hàng thì anh em dùng hàng hàng lại, hàng đối tác vậy. Còn anh em không có mặt hàng thì anh em dùng cái băng keo bạc dán lại là nó sáng thôi mọi người, rất đơn giản thôi, không có gì mà khó. Thì nói chung thường thường cái bóng đèn led này thì đến thời gian nó điểm nó mới cháy thôi. Rồi mình dùng cái kìm mình bóp thì nhưng mà bóp cho nó lòi ra cái bóng đèn, nó bể nó lòi hai chân ra thế này. Nếu mà anh em có mã hàng thì anh em hàng nối tắt qua, còn anh em không có mã hàng thì anh em dùng băng keo bạc hoặc cái gì đó nối qua là nó sáng nha. Thế còn đôi lúc những cái bóng đèn này thì mấy chục nghìn thì mình bỏ rất là phí phí phạm. Rồi ở đây thì mình cũng có miếng băng keo bạc nè. Rất dễ nha mọi người, chỉ cần cắt một xíu là được rồi. Nếu mà anh em mà không có đồng hồ thì anh em chỉ cần mở cái bóng đèn led ra, nhìn thấy cái bóng nào mà nó nổ ra cái đốm đen á, là cái bóng đã bị hư nha. Anh em chỉ cần làm y như mình là bóng đèn sáng này thôi, không không cần mà để mà mình đi mua cái bóng mới tốn tiền. Dán gì thì mình dán vào chung gì là ok, rất đơn giản. Keo bạc này thì anh em nhớ là khi mình lột cái miếng keo ở trong ra, mình ịn vô mà chè sát cho nha mọi người, chè qua hai cái chân để cho nó dính liền luôn nè, là nó ok. Mình ăn điện nha, nó sáng. Rồi bây giờ mình cắm điện thử. Đây nha mọi người, rất đơn giản, dùng mấy băng keo bạc thôi. Ồ, thấy chưa mọi người, sáng nè. Thấy không? Thì anh em mình những gặp những bóng đèn hư này thì anh em tốt nhất đừng có bỏ, rất uổng, rất sáng mạnh. Mình bỏ một bóng thì cái độ sáng nó sáng nhiều hơn nha mọi người. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc, mọi người cảm thấy hay thì bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có động lực làm những clip mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người các bạn.